giờ là cô sẽ cho anh em xem một cái ạc Thiên Nhiên Bang để cho anh em Thiên Nhiên Bang có thể tham khảo. Anh Bố Già Bình Dương hiện tại đang ở bên server F49. Môn phái Thiên Nhiên Bang sau khi mà được chỉnh sửa, Thiên Nhiên Bang rất là mạnh trong giao tranh tổng. Nó solo là cực mạnh luôn mày, tại vì cái chiêu Đoạn Hồng Thích của nó được chỉnh lại, khi mà chúng ta lướt vào đối phương sẽ bị choáng và chúng ta được miễn dịch tất cả trạng thái bất lợi. Cái chiêu này nó không có sửa gì hết, không có bị feed nhẹ gì hết, nhưng mà nó tăng thêm đó chính là miễn dịch tất cả trạng thái bất lợi, rất là ngon anh em, cực kỳ ngon luôn. Hiện tại Bố Già Bình Dương đang có số binh giáp là 2.613.655 binh giáp, cường hóa 150, khảm 21, full khảm luôn. Khí hồn 11, cường hóa 150. Tấn công cơ bản của anh ấy là 45%, sinh lực cơ bản 267%, chính xác là 611, 108.72%, né tránh 1k7, cao nha, 34.25%, bỏ qua né tránh 442, đỡ đòn 4k5, đỡ đòn hệ thấp 18.70%, đỡ đòn biến thương 2k9, khi kích hoạt đỡ đòn sát thương phải chịu giảm đi 47.17%. Ạc này nếu muốn trâu thì phải có chỉ số đỡ đòn cao thì có thể là sử dụng cái tỷ là cái viên đỡ đòn á, sử dụng nhiều viên đỡ đòn cũng được. Chí mạng là 2k6, 80%, ok, cao. Kháng chí mạng là 966, khi bị tấn công giảm tỷ lệ kích hoạt đòn chí mạng 29.6%. Miễn sát thương bạo kích, miễn sát thương bạo kích là 262 điểm, 21.41%. Sát thương bạo kích 2k2, 281.37%. Lấy lần sau thì cô thử trải nghiệm cái ạc anh Bố Già Bình Dương khi mà đi solo coi như thế nào nha anh em. Bỏ qua kháng kim của anh ấy là 450, 12.12%. Kháng tất cả của anh ấy là 3k7, kháng thủy 5k9. Anh này bị kháng thủy nhiều, vậy là anh ấy sẽ chống đỡ lại những con hoa sơn kiếm. Có kèo để mình rủ hoa sơn kiếm top server để solo thử. Cường quá ngũ hành là 1k2. Khi mà môn phái Thiên Dương Bang này đánh vô những môn phái đường môn, đam của nấy hay là những môn phái hệ mộc á, đam của nấy sẽ tăng thêm là 39.19%. Hệ mộc đánh vào nấy đam sẽ giảm đi 39.19%. Tỷ lệ gây thọ thương của nấy 1k, cao nha. Anh này có thể là ảnh bắt khống chế hơi bị kinh luôn á. Thời gian gây thọ thương là 875, 71.49%. Tỷ lệ bất lợi ngũ hành tăng, thời gian bất lợi ngũ hành tăng rất là cao, 600 điểm. Tỷ lệ bất lợi ngũ hành giảm là 540, thời gian bất lợi ngũ hành giảm 280. Ở đây có là thời gian làm chậm giảm, khả năng là tấn công hay tất cả thời gian làm chậm giảm. Thời gian thiêu đốt giảm nữa. Thời gian thọ thương giảm không có, vậy là không có xài cũng biết kiếp thời gian thọ thương giảm với lại chí mạng này. Sẽ thầy kim cái chùy, cây chùy sức mạnh chí mạng, sẽ thường chí mạng tấn công vật lý ngoại chính xác, ok, cái chùy đẹp ha, full đam luôn. Tỷ lệ bất lại ngũ hành tăng, thời gian bất lại ngũ hành tăng, chí mạng và sức mạnh anh ấy không bị bỏ qua để tránh nha anh em. Rồi qua cái dây chuyền hệ thổ, sức mạnh chí mạng sẽ thường chí mạng tấn công đã đầu miễn thương, tỷ lệ bất lại ngũ hành tăng, thời gian bất lại ngũ hành tăng, chí mạng và sức mạnh. Qua cái nhẫn trên hệ thủy, sức mạnh chí mạng sẽ thường chí mạng, sinh lực tối đa để đầu biến thương và chính xác. Build đầu rất là tốt, những cái dòng này rất là cần thiết cho thiên vương luôn á. Tỷ lệ bất lại ngũ hành tăng, thời gian bất lại ngũ hành tăng, chí mạng và sức mạnh. Ác này solo rất là khỏe luôn á. Rồi qua cái nhẫn hệ hỏa, nhẫn hệ hỏa là sức mạnh chí mạng sẽ thường chí mạng, tấn công đỡ đầu biến thương và kháng kim. Anh ấy kiếm đỡ đầu bị thương rất là nhiều, tỷ lệ bất lại ngũ hành tăng, thời gian bất lại ngũ hành tăng, chí mạng và sức mạnh. Ngọc bội hệ hỏa, sức mạnh tấn công sát thương chí mạng, đỡ đầu bị thương, thời gian thọ thương giảm và đỡ đòn, ok. 5-4 món để có đỡ đầu bị thương, anh ấy có hết, biểu đồ tốt quá trời luôn á anh em. Tỷ lệ bất lại ngũ hành tăng, thời gian bất lại ngũ hành tăng, chí mạng và sức mạnh. Qua cái áo hệ kim, hệ kim là bỏ qua kháng kim
chí mạng mà quên né tránh, tỷ lệ thọ thương, thời gian thọ thương, né tránh, sinh khí, né tránh, kháng chí mạng và kháng thủy. À, anh này là anh build để có thể là chịu được nhiệt của hệ thủy, nhất là con hoa sơn kiếm. Mình không biết là anh băng thần anh ấy có thể đánh mình vô đam hay không, chưa thử, có dịp mình sẽ thử. Cái dây chuyền chí mạng, sát thương chí mạng, kháng chí mạng, miễn sát thương chí mạng, né tránh và bảo hộ anh né tránh, sinh khí, né tránh, kháng chí mạng và tỷ lệ bất lạc của anh giảm. Cô nghĩ cái này thì khỏi chế này luôn cũng được, chơi đỡ đòn đi cho chồng, tại vì cái con thiên dương bang của mình á, cái chiêu này nó hò lẹ, chúng ta được miễn không chế, chưa kể là được chinh chiến bát phương lâu lâu kích hoạt lên nữa. Nên là cái việc mà chúng ta sử dụng tỷ lệ bất lạc hụt ngũ hành giảm thì nó hơi tiếc, nên cô nghĩ là hơi khỏi này có thể sử dụng đỡ đòn ok, hoặc kháng thủy luôn cũng được, đông đung luôn cái kháng thủy thôi, cô nghĩ đỡ đòn này nó sẽ ổn hơn. À, ngọc bội cái bao tay chứ, bao tay là chí mạng, sẽ thân chí mạng, miễn sẽ thân chí mạng, thời gian dần giảm, né tránh là sinh khí, sinh khí, né tránh, kháng chí mạng, kháng thủy. Với cái số lượng máu của anh ấy là 192 ca máu, tấn công là 8k1, sức mạnh là 2k8. Anh ấy không có build sinh khí nha, mà máu gần 200k. Nếu như đối đầu với một con hoa sơn kiếm thì mình nghĩ có khả năng chịu được 9 kiếm của hoa sơn. Nếu mà chịu được 9 kiếm hoa sơn kiếm thì chắc chắn anh sẽ luộc hoa sơn kiếm thôi. Rồi, qua cái đai bậc 9 hay thổ, sức mạnh, chí mạng, sát thương chí mạng, miễn sát thương chí mạng, né tránh và sinh khí. Build đồ rất là tốt luôn anh em. Sinh khí, né tránh, kháng chí mạng và kháng thủy. Đôi dài hệ mộc là sức mạnh, né tránh, bỏ qua né tránh, chí mạng, sát thương chí mạng, tỷ lệ chống giảm, sinh khí, né tránh, kháng chí mạng và tỷ lệ bất lạc của hành giảm. Cái này thay đi, thay lấy cái thằng đã đòn vô tí cũng ok. Rồi con ngựa bông tiêu đã lên được vô cực tinh này, mặt nạ trang sức kháng thủy. À, đây là build để chống những con hoa sơn kiếm á. Nhà khi mà chúng ta vô top 16 thì đấu môn phái có trang sức, có được chí mạng hay tấn công anh em bán có tiền. Anh em build đồ hồi trước mình chơi thiên dương bang là mình build đồ giống vậy nè anh em, mình cứ ưu tiên miễn sát thương chí mạng, kháng chí mạng nè, rồi sinh lực cơ bản đó, mình ưu tiên những cái đó, mình không có lấy chí mạng với lại sát thương chí mạng luôn. Nhưng mà anh này có chí mạng, sát thương chí mạng luôn, lấy đồ rất là ghê luôn, rất là hay luôn á anh em, có đỡ đòn miễn thương đồ cái kiểu luôn, anh ấy rất là trâu luôn á, hạt này rất là trâu nha. Rồi qua bí kíp anh ấy sử dụng là đoạn môn đao, tấn công kháng tất cả, kháng chí mạng, kim xà, kim pháp, vật lý ngoại, vật lý nội, bỏ qua kháng kim và tỷ lệ thọ thương. Huyền minh trưởng, tấn công kháng tất cả, thời gian làm chậm giảm và đã câu bổng, tấn công kháng tất cả, thời gian thiêu đốt giảm. Rất là tiếc là mình hiện tại vẫn chưa có thể nào mà chế thành công một cái tuyệt học 8 dòng cho anh ấy. Hy vọng lần sau anh ấy kiếm khoảng tầm 1.3 hoặc 1.5 chân khí nữa đưa cho mình sẽ lên được 8 dòng. Hy vọng cái lúc đó là cái con số mà 1.3, 1.5 cộng với 2.000.000 là 3.000.000 mà không lên 8 dòng nữa thôi nghỉ game luôn, thực sự luôn á, là ạt quá xui luôn á anh em. Đây là kỹ năng của anh ấy. Đoạn không thích này giờ có thêm miễn sát thương nữa. Ê, miễn dịch tất cả trạng thái bất lợi ngon lắm. Tung bành bát hoang, tung hoành bát hoang, thiên vương trùy được tăng vật lý ngoại nữa, thiên vương chiến ý tăng sinh lực cơ bản, sinh lực có đa, tỉnh tâm quyết tăng chí mạng, hiệu suất phục hồi chính xác, hóa kinh quyết tăng sinh lực này, tăng kháng tất cả với lại hồi sinh lực, huyết chiến bát phương tăng cái khả năng giãn cách, đây cái khả năng duy trì cái chiêu này bình thường là 2 giây, bây giờ tăng 2.5 giây cộng thêm 3 chiêu nữa là tăng 2.7 giây. Kỹ năng ban 140 hết trơn luôn. Rồi qua cái này là kỹ năng tông sư. Kỹ năng tông sư anh ấy tăng vô thể chất, thể chất này chắc là sinh khí. Đây là nhân vật bố già Bình Dương, anh thiên vương bang, anh em có thể tham khảo. Đây là một cái hình ảnh mà lựa chọn đồ rất là tốt, phải nói cực kỳ tốt luôn, anh bố già Bình Dương. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em.
Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.